chiều mát mẻ, chùa linh ẵng. À, mẹ Phật Việt Nam này, mẹ Quan Âm này bự nhất Việt Nam rồi. Hello Huy Lê. Thôi đã để đó chụp anh nhé em tắm. Dạ mà chụp chụp trả mẹ tắm. Đây đây đây, đứng đây nè, đứng đây đừng đứng gần quá. Đứng gần quá chụp ông có lấy được mẹ. Anh chỉ đứng ở địa chỉ. Đứng anh nha. Ừ. Cái thuốc là trời. Nè, chụp cho, chụp xe cho Phụ. Hello Phật Phụ. Nam mô Di Đà Phật. Quá trời mực. Quá trời lớn luôn. Trời ơi, thác núi bên đó kìa, cái thác nó chảy kìa. Đâu? À. Ở nhà ở ngoài nó thấp ra đây không? Nhà nó cũng ngoài vô hả? Không có tỉnh này nè. Chỗ chú à. Ở trong á đi lên tú ở trên đó em. Quá đẹp luôn. Nè. 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 Quá đẹp luôn không? Nè. 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 Anh đốt ra ngoài khánh đốt. Đẹp không? Đẹp đẹp. Quay đi. Mẹ quay ngâm. Anh ba
Hello anh. Chào đại trường. Cái ông Phật này quá bự luôn mà. Cái bà Phật Quan Âm quá trời bự luôn. Chùa Linh Ẳng Lâm Đồng. Quá bự luôn. Không có quay hết luôn. Đi vô trong chùa. Đi vô cái tượng. Hai thầy trò nó lại khấn dạy lại giái gì quá trời luôn rồi. Khấn giái gì quá luôn giái rồi. Em ơi, đi vô trong coi xong rồi. Mà vô đây không nè. Không có đây đừng vô luôn trời ơi, cổng nè. Bên chụp tấm ảnh. Vô đi ra chụp đó. Vô coi nè vợ. Đi vô. Em ơi. Có chụp cho nha. Cái cầu thang này đi lên nè. Em nhớ em. Em đi lên không? Ừ. Nước ta. Cao lắm em ơi, đi lên cao lắm. Đi ra. Lên cao lắm rồi. Giờ cái chân đã. Hả mày? Em, giờ cái áo anh. Bên đó dòng suối chảy quá chảy rồi nha em. Dòng suối này mà chảy này mà nước đục chứ chảy nước này đẹp đó em. Suối quá chảy rồi. Alo chú Ba Nguyễn Văn Nhượng. Dòng suối chảy quá trời luôn các bạn.
chụp vô đẹp không? Ở trên nó có phòng luôn em ơi. Ở trên nó có phòng luôn. Nè, ở trên này nè, có phòng luôn nè. Có mày cho. Có phòng mới lạnh nè. Chẳng có phòng luôn em ơi. Đi ra em ơi. Đi ra. Trời, coi cái suối kìa. Dữ dội ha, suối quá đẹp luôn. Giặt áo của bà nè. Mẹ. Bưởi. Tôm ông là bưởi tôm không? Lên đó không em hả? Đi ra thiền thác Bồ Đề. Ok chú ba, chắc trời mưa nó đục quá chú ba ơi. Suối quá đẹp, nước bị đục. Mẹ đâu? Suối quá trời đẹp ha à, mình. À, mình. Cái này cái gì con? Cái này cái gì á? Cái này mát dữ à? Hả? Hả? Thắt voi à? Cái cây này chắc người ta bứng lại trồng thôi chứ làm sao mà cho nó được vậy? Hả? Thắt voi vậy? Thắt voi. Ở khu du lịch thắt voi á. Ở dưới đó là khu du lịch luôn hả? Dạ, đó cái khu du lịch đó, người ta đi. Ở đó đã. Dạ. Hàng chi không có thác quá trời. Thấy nước nó bắn lên đó mà. Đúng rồi. Chảy mạnh quá, cái đó nguy hiểm à. Đó là khu du lịch bên đó đúng không? Dạ, khu du lịch á, bên kia thì cà phê Tám Tình. Cà phê Tám Tình là cái quán đó là. Cà phê Tám Trình hả, là sao? Là ông tin cao Tám Trình quá. Giờ mình chạy lên trên Ái Văn luôn được không? Dạ. Chạy lên trên lên cái gì quán gì đó. Quán Xóm Lèo hả? Ờ lên Xóm Lèo Phú. Xóm Lèo giờ này lên Xóm Lèo có khách chưa? Chưa có rồi đó, giờ này có rồi, đi phố, đi phố đóng đó. Giờ lên Xóm Lèo đi xong mình về thành phố luôn. Anh phố đóng đó được. Nó chỉ vô thấp à. Rồi bye bye mấy anh em nha.